Được, hôm nay em đáp ứng cái yêu cầu của các bác. Em sẽ lột lòng phèo. À, Phú ơi, khép cái cửa vào cái cho nó đỡ kêu. Không, tiếng băng dính vào đây nhiều quá. Đây ạ, em sẽ lột lòng phèo của hai con lo Mỹ ra cho các bác. Phê thế này còn không lấy lấy con nào. Khép vào thôi, chốt là cái gì? Đấy. Ở bên đây là đôi loa sạc Vin Vega D8 có khui nốt hàn cho các bác luôn. À, đối với dòng sạc Vin Vega D8 này thì báo cáo các bác là đây, rất nhiều bác thích vừa nghe vừa hát, rất em nó về bát 40 ạ. À, trên cái máy quay này cảm giác nó bé quá các bác. Này này vẫn chưa thực tế, ở ngoài nhìn nó to lắm, sao có lên cái máy quay cảm giác nó bé. Đây là con sạc Vin D8. Và sang bên đây nữa, đó là con Vsat One. Con này một bát 30, một trung đom, một tép đom. À, con Vsat One này có mức giá là 9.800.000. Em nhớ là hôm trước có bác nào, có một bác chốt đơn của em rồi, không biết chuyển khoản chưa ấy. Con nào chốt thì nhắc lại cho em nhé, không em lại báo bán đấy. Bởi vì là nhiều lúc là nó, các bác hay nhắn tin vào Zalo. Tất cả các mặt hàng các bác mua trên kênh của em, giao dịch, thì bác cứ nhắn tin vào số điện thoại giúp em nhé. Nhắn tin vào số điện thoại, đừng nhắn vào Zalo. Bởi vì khi nhắn vào Zalo, báo cáo các bác là khi các bác nhắn vào Zalo ấy, là bên em nó nhiều cuộc gọi nhắn vào Zalo quá, nó chồng chất. Cần liên lạc lại cho bác, không kết bạn thì không gọi nổi, không biết số nào một lần. Đấy. Nó vậy là đây. À, đối với lại con Vsat One thì báo cáo các bác đây, nó thiết kế với lại một bát 30. Hàng của nó luôn là đẹp tuyệt vời luôn. Nhé. Đẹp tuyệt vời chưa? Vsat One. Đây. Dập luôn trên thân luôn. Tép đẹp mỹ mãn luôn ạ. Tép đẹp mỹ mãn luôn. Chưa? Ấy. Máy đẹp tên, đẹp tên không? À, và trong này các bác nhìn này. Phân tần của em nó đây. Úi trời. Đây phân tần của em nó đẹp. Đẹp như mới chưa ạ? Đây nha. Vsat One tất cả nha. Theo thương hiệu của em nó hết, chứ không có nhảy lông côm ở đâu cả. Kể cả dập từ cái nhựa đây, bác nhìn này. Giờ nó dập từ cái nhựa này nha. Cái nhựa lõi của con này cũng Vsat One luôn này nha. Thì các bác biết là đấy, tất cả trên những con tụ này đều Vsat One hết. Được chưa? Đấy. Con tép này, con tép nó khuất. Còn con chung đây, con chung đây, cũng bác nhìn đây. Em lấy điểm, lấy nét cho các bác này. Lại này, giữ nét, được chưa? Con chung này các bác nhìn đây, cũng Vsat One này, Vsat One này, Vsat One này. Em đang để, em quay máy nó ngược. Con tép này đang lắp ngược. Con tép này từ chồng nhé. Rất là dày gang, đúc hết luôn. Nhìn như này đẹp như mới các bạn. Đây còn củ đây ạ. Còn củ trên thân này. Ở mặt trước đã được dập rồi. Trên thân cũng dập Vsat One luôn. Và đây củ từ đây. Được chưa ạ? VK300S 8 ohm, chả hiểu là 300W hay là cái nó viết ngược cái kiểu gì thì em bỏ tay. Cái đấy các bác tìm hiểu. Và em giới thiệu cho các bác rồi đây. Về cái con này thì báo cáo bác là thì nói luôn là nó quá đẹp. Nó đẹp nhé. Thùng vách, cái kích thước chiều ngang của thùng này này, nó 50 này. Chiều sâu 30. Chiều cao chắc nó phải tầm khoảng độ 70, 60 đấy. Mức giá 9.800.000. Đây là một trong những đôi loa phải nói luôn là đáp ứng hết các yêu cầu cho các bác nhé. Nghe hay, chơi hay, bày đẹp, chất nữa luôn. Cái găng đây, Vsat One đây. Ok chưa? Đấy. Đấy, màu đấy, màu đấy ạ. Là xong đôi này. À, sang đến đôi sạc Vin Vega. Sạc Vin Vega. Dòng loa huyền thoại. Dòng loa này thì đáp ứng những căn phòng to vật vã cho các bác. Cứ phòng to, nhà to các bác rước em nó về. À, đôi này có mức giá là 26.900.000. Giá em đã công khai, các bác cứ tham khảo. Loa còn chưa lau đâu này, các bác nhìn này. Đấy, nhìn chưa? Chưa lau, chưa dọn đâu. Kệ nó. Đấy, không lau.
À, đây là cái cầu chì để bảo vệ nhé, con nhé, chú ý nhé. Đó nhé, đấy, đẹp. Chở khá con này này. Con này là sạc Vin Vega model D8. Chở khá con này từ 4 đến 8 ohm. 4 đến 8 ohm. Dòng này các bác cứ âm ly san xui các bác phang cho em. San phang ra, được chưa? À, một tép còi, một chung. À, một con bát 40. Đây. Một bát 40 luôn ạ. Một bát 40. Đấy. À, kích thước chiều của thùng này 1 này 2. Chiều ngang thùng 50. Chiều sâu của thùng nó tầm 40 42 đến 43 cái căng. Còn chiều cao đây. 1 2 3 4 chiều cao tầm khoảng độ 82 đến 85. Đấy chiều cao. Chiều cao của thùng. À, sang đến bên đây. Thì về dưới đáy của nó thì đây cái này là anh em vẫn kê cái này để khi đóng hàng chuyển đấy, kệ nó xốp. Còn đây từ của nó đấy ạ. Thằng Vega. Người còn đẹp zin nha các bác nhá. Được chưa? Đấy. Đây. Ôi giời, nó nặng. Em đỡ khung gang cho các bác đã nhá. Này các bác, cho các bác nhìn soi côn cho các bác soi cho nó thích. Được chưa? Ôi, mát 40. Đây thùng trong đấy ạ. Ôi giời, thùng nó khủng. Mẹ con thùng. Đây, thùng của nó bó hết nỉ hai bên này. Đấy. Con này được đổ một, xung quanh loa được đổ một cái khung gang. Con này gang pha nhôm này. Đôi 4, 6, 8. 80 cốt. 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con này được đúc trên một khung gang luôn các bạn. Đúc khung gang. Còn về con chung của nó đây. Chung sạc Vin Vega đây. Đấy. Chung của nó đây. Con tép của nó đây. Tép kèn, tép còi. Đúng chưa? Hàng như này là quá đẹp cho các bác rồi. Còn đây ạ. Đây là về phân tần của em nó. Thiết kế cũng khá là đơn giản. Nhưng mà tại sao lại chất âm cho phê vậy? Dòng này được rất nhiều bác đón nhận đấy. Rất nhiều bác thích đấy. Bởi vì là nhiều bác là thích là chỉ cần nguyên duy nhất một con thôi. Có nghĩa là tôi chơi được cả hai, có nghĩa là vừa nghe vừa hát. Thì đấy, thì phải rước những dòng này. Nhưng mà dòng này thì nó quá khủng, cái thùng nó to quá đấy. Những dòng này thì nó đáp ứng những căn phòng nó phải cả 100 m² cho bác. 70-80 đến 100 m² cho bác luôn. Đấy, đấy là con sạc Vin Vega D8. À, con này thì đây. À, ngoài nó thì nó có logo trên e-căng hết rồi nhé. Logo trên e-căng đây. Sạc Vin Vega D8 luôn. Trên e-căng hết. Đấy, con đây. Rất là đẹp luôn. Đôi loa này thì báo cáo các bác là đẹp xuất sắc rồi. Như thế này là quá đẹp rồi. Đối với hàng bãi mà nó to như thế này mà vận chuyển như thế này mà không có cái vấn đề bể nở to xuất sát thì như này là quá đẹp rồi. Đấy, đây là sạc Vin Vega. Còn đôi kia là côi vít sắt on này, vít sắt on này, vít sắt on hay on gì đấy. Đấy. Rất là đẹp. Ngoài ra bên cạnh đây, bộ A97. Đây các bác nào không muốn ghép thì chỉ cần rước duy nhất một bộ về thôi, nó đáp ứng cho các bác tất. Con này có cả loa nóc nha, loa nóc luôn, loa nóc hai loa luôn ạ. Tất cả các dàn, các thớt, cassette, CD, âm ly, quay chạy hoạt động tốt hết. À, bộ này 19.900.000. À, sang đây nữa, đây là bộ Sony. À, bộ này là bộ Sony MD717. Tại sao nó chạy được cả 3 đến 3? Nó có hai thớt này, cả CD, cả MD. À, dòng này MD có thể ghi được đĩa đây. MD 3 đĩa này, CD 3 đĩa. Thiết kế những bộ này thì các bác chơi dân dã rất là hay. Công suất 240W một đôi này, đôi loa. Giá tiền là 6 triệu 9 một bộ này. 6 triệu 9 một bộ. Đó.
chỉ cần nó duy nhất một bộ này thôi, khỏi phải phối ghép, nghe nó nhẹ nhàng các loại thể loại nhạc luôn. Chưa? Đấy. Đây, cho các bác nhìn kỹ lại. Được nữa em đã xin tạm dừng.